Chương 836, ta khuyên ngươi đừng đuổi theo nữa, cẩn thận bàn tay đẫm máu kia bắt ngươi về thập vạn đại sơn, thật sự cho rằng thiên chiếu của lão tử là vô ích sao. Diệp Thành cười khẩy, khí huyết dồi dào lại bốc lên như ngọn lửa. Hắn lao vụt đi đuổi theo Nam Minh Ngọc Thu như một đạo thần mang màu vàng, ngươi đừng đuổi theo nha đầu đó nữa được không? Thái hư cổ long mắng to, Nam Minh Ngọc Thu đó có quan hệ gì với ngươi? Lẽ nào chỉ vì chuyện này mà ngươi không tiếc hao tổn thọ nguyên sử dụng tấm thuật tiên luân sao? ít nhất ta cũng phải tìm ra chân tướng diệp thành lại bắt đầu ương ngạnh ta ghét cảm giác chẳng hay biết gì thế này hứng thú về thập vạn đại sơn của ta đã lên tới cực điểm rồi vớ vẩn thái hư cổ long đột nhiên quát đến nam minh ngọc thu cũng trúng chiêu ngươi làm thế này chẳng phải là đang tự tìm đến cái chết sao nhưng ta không cam tâm diệp thành lại thiêu đốt tinh huyết thoáng chốc đã rút ngắn được khoảng cách vài trăm trượng với nam minh ngọc thu phía trước bàn tay kia và nam minh ngọc thu đang một đuổi một chạy vào trong quần núi ầm um, ầm um, chẳng mấy chốc trong quần núi liên tiếp vang lên tiếng nổ đến khi diệp thành chạy vào thì hàng chục ngọn núi lớn đã sụp đổ lại nhìn bàn tay đẫm máu nó vẫn lúc ẩn lúc hiện như có như không mỗi lần nam minh ngọc thu xuất chiêu đều không đánh được tới nó để ta đi diệp thành lao lên như mảnh hổ tiên luân nhãn của hắn đã nhắm chuẩn bàn tay đẫm máu ấy nhưng hắn còn chưa sử dụng cấm thuật tiên luân thì nam minh ngọc thu đã điên cuồng vung tay lên tung ra một chưởng mẹ nó diệp thành lập tức trúng chiêu cả người bay ra ngoài, bay đi rất xa rất xa tựa như sao băng, có lẽ Nam Minh Ngọc Thu cũng không cố ý, cô ta đang vung tay, nào ngờ Diệp Thành lại ngu ngốc chạy lên, vì thế mới trúng một chưởng của cô mà bay ra ngoài, vịt, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Diệp Thành rơi xuống nước, có thể thấy uy lực một chưởng của Nam Minh Ngọc Thu mạnh cỡ nào, phục, phục. Diệp Thành ngoi đầu ra khỏi mặt nước, liên tục phun ra mấy ngụm máu, vừa định đứng dậy tiếp tục đuổi theo thì phát hiện trong nước nhô lên một cái đầu ướt nhẹp khác hơn nữa còn là nữ nhân, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn, a, à, chẳng mấy chốc, tiếng hét chói tai vang lên, trùng hợp, là trùng hợp thôi, Diệp Thành Lê cơ thể đầy máu chạy thục mạng, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ muốn chạy theo hướng của Nam Minh Ngọc Thu, chương 837, ta giết ngươi, phía. Sau hắn, tiếng rít lại vang lên. Nữ nhân kia đã nhảy ra khỏi hồ, cầm sát kiếm đuổi theo, phía trước, tốc độ của Diệp Thành cực kỳ nhanh, không biết là tránh sự truy sát của nữ nhân kia hay là để đuổi theo Nam Minh Ngọc Thu, nhưng khi hắn đến quần núi thì lại không thấy bóng dáng Nam Minh Ngọc Thu đâu, toàn bộ quần núi cũng đã bị săn bằng, đáng chết, Diệp Thành thầm chửi, đưa mắt nhìn quanh hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết, nhưng vẫn không thấy gì, mới một lúc thôi mà, chạy nhanh thế. Diệp Thành chạy tiếp về hướng đó hơn 10 dặm mà vẫn không tìm thấy Nam Minh Ngọc Thu. Cô được lắm, Diệp Thành ngồi vịt xuống đất, hắn đã đuổi theo suốt chín ngày chín đêm nhưng vẫn không tìm ra tên lưu manh kia ta lấy mạng ngươi khi diệp thành đang chửi rủa thì nữ nhân mặc áo xanh đã đằng đằng sát khí cầm kiếm chạy tới khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng sương trong đôi mắt còn thoáng thấy tia lửa cháy hiểu lầm là hiểu lầm thôi diệp thành cười gượng có lẽ vì chột dạ nên hắn lại quay đầu bỏ chạy đứng lại thấy diệp thành co cẳng chạy tiếp nữ tử áo xanh lập tức sử dụng phi kiếm đuổi theo hai người một đuổi một chạy khiến cho hư không chẳng được yên ổn lão tử cũng có nhìn thấy gì đâu diệp thành đang chạy phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nói một câu ngươi còn dám nói không nhìn thấy nữ tử đó tức giận mặt đỏ phừng phừng chỉ chỉ nhìn thấy một chút xíu thôi mà ngươi đứng lại cho ta không biết bao lâu sau diệp thành mới chạy được vào một tòa thành cổ rộng lớn da da người bắt tiểu tử đó cho con nữ tử áo xanh cũng bay vào thành cổ hơn nữa có vẻ cô ta là người trong thành cổ này vừa vào đã gọi gia gia tới giúp, chẳng mấy chốc, trong thành cổ vang lên tiếng nổ ầm ầm, sau đó nữa, Diệp Thành được mời vào một phủ đệ cực lớn, bồ không đúng, nên nói là bị trói đưa vào phủ đệ, trong phòng đầy người, bọn họ vây xung quanh nhìn hắn như nhìn kỹ. Hơ hơ, nhìn các ông lão. Xung quanh, Diệp Thành sợ hãi cười khang, hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi, trời đất chứng giám, thật sự là hiểu lầm và trùng hợp, chương 838, đại sở thật sự là nơi tàng long ngọa hổ hơn nữa Diệp Thành cũng không thấy nhiều, chỉ thấy hai cái bánh bao còn ướt nước rung động lòng người. Mà điều khiến Diệp Thành đau đầu nhất là thành cổ mà hắn chạy vào lại là địa bàn của nhà nữ tử áo xanh. Cô ta chọn ra ba người ở cảnh giới không minh tầng thứ 9, hơn 10 người cảnh giới không minh tầng thứ 8 rồi cho hắn một trận như tử. Diệp Thành cảm thấy kỳ lạ. Không phải thị huyết điện hùng bá phía bắc đại sở sao? Sao lại có nhiều thế lực đáng sợ thế này? Lúc trước là thiên tông thế gia, sau đó là thành cổ thiên long bây giờ ngay cả thành cổ tên là xuân thu cũng có bao nhiêu cao thủ đại sở thật sự là nơi tàn long ngoạ hổ mặc dù bị trói nhưng diệp thành vẫn tìm được vài ba giây để cảm thán tâm nhi có chuyện gì vậy một nhóm các lão già nhìn diệp thành sau đó đều đổ dồn ánh mắt vào nữ tử áo xanh cô chính là hòn ngọc quý của nhà họ tô ở thành cổ xuân thu tô tâm nhi hắn tô tâm nhi vừa định nói nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, đứng trước Diệp Thành cô có cảm giác như không mặc quần áo vậy. Hắn? Hắn làm sao? Các ông vẫn nhìn chằm chằm Tô Tâm Nhi. Hắn? Hắn? Bị mọi người nhìn như vậy, mặt Tô Tâm Nhi càng đỏ hơn, ấp úng không biết nói sao. Chẳng lẽ lại nói cháu gái bảo bối của mọi người bị người ta nhìn thấy hết rồi. Không biết là xấu hổ hay tức giận, Tô Tâm Nhi đặt kiếm lên vai Diệp Thành có. Có gì từ từ nói mà. Diệp Thành cười gượng, ta. Ta cũng đâu nhìn thấy gì. Ngươi còn nói, ngươi. Tô Tâm Nhi còn chưa nói xong, một thân ảnh đẫm máu từ bên ngoài bay vào phủ đệ của nhà họ Tô. Tam đệ, đột nhiên các lão già chạy ra, ngay cả Tô Tâm Nhi cũng chạy ra theo họ. Ngay sau đó, người trung niên mặc áo tràn màu tím toàn thân đẫm máu được đưa vào đại đường. Ông ta đã ngất đi, hơn nữa bị thương rất nặng, toàn thân chi chích vết thương, đáng sợ nhất là phần ngực, xương sườn cũng đã gãy mất vài cái. Mọi người vây quanh người trung niên mặc áo tròn tím đó, đồng loạt truyền linh lực cho ông ta. Phục! Người đàn ông trung niên phun ra một nguồn máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng trở nên không ổn định, quể oải, miệng không ngừng phục ra máu tươi. Tam thúc công, nữ tử áo xanh tên Tô Tâm Nhi sợ tái mặt, lúc này cô cũng chẳng còn quan tâm tới Diệp Thành đang bị trói nữa. Đáng chết, chúng đạo thương rồi, một ông ta căm hận lên tiếng, lời nói này khiến mọi người trong phòng đều biến sắc. Đạo thương, Diệp Thành đang bị trói hai mắt lập tức sáng lên, ta biết mà, vận may của ta cũng tốt lắm, chương 839 lại bị trói. Mau lên, mau đưa đệ ấy vào hoa thanh trì, không lâu sau, người trung niên áo tím đang ngất xỉu được nâng lên, ta có thể chữa lành đạo thương, ta chữa được. Mấy người còn chưa cất bước đã nghe thấy có âm thanh vang lên. Âm thanh ấy vang vọng khắp đại đường nhà họ Tô, nghe vậy, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Diệp Thành. Người đang bị trói gô và bị bỏ quên nãy giờ, mau lên, thả ta ra đi, Diệp Thành ngọ ngoại trên đất như côn trùng, hắn nhìn sợi dây đang trói chặt mình, đây còn không phải binh khí bình thường cơ, đừng nghe lời hắn, đạo thương làm sao chữa lành được. Một ông lão lập tức xua tay, mẹ kiếp, ta nói thật mà, Diệp Thành chửi lớn. Mau đưa tam đệ đến hoa thanh trì đi, nhưng chẳng có ai tin hắn, người trung niên áo tím lập tức được đưa đi, mọi người cũng đi theo, Tô Tâm Nhi đi được hai bước thì quay lại nhìn Diệp Thành, nhốt hắn vào địa lao, mẹ nó, Diệp Thành lại mắng, nhưng hai cao thủ nhà họ Tô đã xông tới, chẳng bao lâu sau, Diệp Thành bị nhốt vào địa lao tối tăm u ám, nơi mà chim cũng không thèm đậu, phải nói rằng địa lao này thực sự rất kỳ lạ, các cột trụ đều được ngưng tụ bằng phù văn, hơn nữa trong địa lao. Còn có trận pháp đang hoạt động. Không cần nói cũng biết là trận pháp phong ấn, mà Diệp Thành bị phong ấn trong đó, kiếp trước lão tử đã tạo nghiệp gì chứ? Diệp Thành thầm chửi rủa, giải dụ kịch liệt nhưng cũng không phá được phong ấn, chật chật chật, tiếng tặc lưỡi của thái hư cổ long vang lên trong đầu Diệp Thành, dường như nó có thể nhìn thấy Diệp Thành đang bị trói trong địa lao qua các phân thân của hắn, không biết sao nhìn Diệp Thành thế này trong lòng nó lại thấy khá vui vẻ, lại bị trói. Thái hư cổ long tươi cười nhìn chính phân thân của Diệp Thành. Lại. Sao lại nói là lại, mặc diệp thành lập tức đen sì cũng không phải hắn chưa bị bắt bao giờ lúc trước ở thiên tông thế gia bị cô nhóc thanh vân kia hại hắn cũng bị trói mấy canh giờ thực lực của ngươi mà cũng để bị trói đúng là chuyện lạ mẹ nó chứ ba tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9, hơn 10 người ở cảnh giới không minh tầng thứ 8, lão tử chưa chết tại chỗ đã là tốt lắm rồi diệp thành tức giận thở hổn hển luôn miệng mắng ta thấy lạ thật thành cổ xuân thu lấy đâu ra nhiều cao thủ thế Thị huyết điện làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng phải hùng bá phía Bắc đại sở ư? Sao cứ một lúc lại thấy có thế lực mạnh nữa thế? Tàng Long Ngọa Hổ, ngươi có hiểu Tàng Long Ngọa Hổ không? Thái hư cổ long cười nhạt, thị huyết điện đúng là thế lực không ai có thể lay chuyển ở đại sở, nhưng bao nhiêu người ẩn thế truyền thừa như vậy cũng không xử lý được ngay. Chương 840, ai tin lời nói vớ vẩn của ngươi? Được rồi, được rồi, Tàng Long Ngọa Hổ Diệp Thành vừa nói vừa triệu hồi Tử Huyên, "Nào, thử xem có phá được phong ấn không?" Diệp Thành ra lệnh, "Ngay lập tức." Tử Huyên đặt một tay lên người Diệp Thành, tuy nhiên vừa đặt vào đã bị bật ra ngay, hơn nữa vì Tử Huyên đặt tay lên mà sợi dây trói Diệp Thành lại càng siết chặt, khiến cơ thể hắn phát ra tiếng xương răng rắc, nhưng Tử Huyên không quan tâm những điều này, nó chỉ biết làm theo mệnh lệnh, lại chuẩn bị đặt tay lên lần nữa. "Dừng, dừng, dừng." Diệp Thành vội vàng ngăn lại. Ngươi không phá được phong ấn thì ngươi không có vấn đề gì, nhưng ngươi ra tay tiếp là lão tử sẽ bị suýt chết ngay tại chỗ đó. Hắn tức tử huyên đi rồi ngọ ngoại dưới đất, nhìn ra bên ngoài đầy mong ngóng, hy vọng có người đi qua, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời đã tối từ lúc nào, một lúc sau, một làn gió thơm thoảng qua, bóng dáng xinh đẹp mặc áo xanh xuất hiện bên ngoài địa lao, đến. Đến rồi à. Diệp Thành cười khang nhìn tô tâm nhi bên ngoài, bị đuổi theo bao nhiêu lâu. Bây giờ Diệp Thành mới quan sát Tô Tâm Nhi tỉ mỉ, chắc chắn cô là một đại mỹ nữ, mới chỉ tầm 17, 18 tuổi nhưng đã có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, bộ quần áo xanh khiến cô có khí chất người người, tựa như đóa hoa sen, muốn trăng trối điều gì không? Tô Tâm Nhi thở hổn hển nhìn Diệp Thành, vừa rồi vẫn còn ổn, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, dù cô che giấu thế nào thì ở trước mặt Diệp Thành cũng có cảm giác như không mặc quần áo, cô không thể giết ta, ta có thể cứu Tam Thúc công của cô diệp thành vừa vặn vẹo vừa nói ta thật sự có thể chữa được đạo thương ai tin lời nói vớ vẩn của ngươi hai diệp thành thở dài ta ở cảnh giới linh hư thôi chết cũng chẳng sao chỉ tiếc cho tam thúc công của cô thôi hai người gì không biết lại còn là người nhà cơ thế mà thấy chết không cứu thấy diệp thành như vậy tô tâm Nhi hơi nhíu mày thử hỏi ngươi thật sự có thể cứu được tam thúc công của ta chắc chắn diệp thành chật vật đứng lên sau đó còn không quên hất tóc một cách đẹp trai, nếu ta phát hiện ngươi dám lừa ta, ngươi sẽ còn chết thảm hơn. Tô Tâm Nhi lập tức giải trừ phong ấn, kéo Diệp Thành ra khỏi địa lao, xách hắn ra ngoài, đêm khuya yên tĩnh, nhưng ở địa cung nhà họ Tô lại đông nghiệp người, ai cũng nhìn người trung niên áo choàng tím trong bể nước với vẻ mặt khó coi, chương 841, chắc chắn là người nhà họ Dương. Chắc chắn là người nhà họ Dương, một ông lão hừ lạnh, tin tình báo cho thấy người nhà họ Dương có quan hệ mật thiết với thị huyết điện một ông lão khác lên tiếng có vẻ chúng đã sẵn sàng ra tay với nhà họ tô rồi nói xong mọi người nhìn sang ông lão tóc bạc bên cạnh ông lão này có dáng người mảnh khảnh khí tức mạnh mẽ trên người không có chút lệ khí nào tựa như một ông cụ hiền lành nhân hậu nhưng ông lại là lão tổ của nhà họ tô tô uyên người ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ có tin tức gì từ người được cử đến tây lăng không tô uyên trầm giọng hỏi không có một ông già khác lắc đầu bất lực thở dài nói tiếp nội bộ phía viêm hoàng cũng bận tối mắt, làm gì còn tâm tư quan tâm chuyện của chúng ta, có lẽ chuyện liên minh vẫn chưa kết thúc đâu, lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người đều trở nên u ám, khi mọi người đang nói chuyện thì Tô Tâm Nhi đã đưa Diệp Thành vào, Tâm Nhi, đây là cấm địa của nhà họ Tô, sao con lại đưa hắn vào? Một người trung niên trầm giọng lên tiếng, khí thế của người này mạnh mẽ, dáng người cao lớn, mang theo uy nghiêm của người có địa vị cao. Ông ta chính là phụ thân của Tô Tâm Nhi, gia chủ nhà họ Tô, Tô Chính, phụ thân, hắn nói hắn có thể chữa lành đạo thương cho Tam Thúc Công, Tô Tâm Nhi mím môi, nhỏ giọng bảo, dù sao Tam Thúc Công cũng đã thế này rồi, chi bằng để hắn thử xem, nếu thực sự không được. Đạo thương làm sao có thể chữa lành được? Lui ra đi. Tô Chính trầm giọng quát, "Mẹ kiếp, ta thật sự có thể cứu được ông ấy." Diệp Thành hét lên, nhưng lại nhận về một lời la mắng, đưa xuống, Tô Chính lại quát lên, Tô Tâm Nhi bất lực, chỉ đành đưa Diệp Thành đi nhưng khi cô xoay người đi, Tô Biên bất giác đưa mắt nhìn về hướng này, ông nhìn Diệp Thành, thấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón trỏ của hắn, đột nhiên Tô Chính quay người lại, hai mắt cũng lóe lên thần mang nóng rực, đó là Đợi đã, Tô Uyên đột nhiên lên tiếng, có lẽ vì giọng nói của Tô Uyên vang lên bất ngờ nên tất cả mọi người xung quanh đều giật mình. Đương lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì Tô Uyên đã sải bước về phía Tô Tâm Nhi, phất tay khiến sợi dây trói của Diệp Thành được giải phong ấn, chương 842, nhất định phải cứu rồi, vừa được giải phong ấn diệp thành liền cảm thấy thoải mái sảng khoái hơn hẳn nhìn kìa đúng là lão gia hành sự sáng suốt phụ thân đây lùi xuống tô uyên trầm giọng lên tiếng sau khi nạp mấy người phía Tô chính tô uyên mới đỡ lấy diệp thành và mỉm cười không biết viêm hoàng thánh chủ giá lâm có gì mạo phạm vẫn xin người lượng thứ viêm viêm hoàng thánh chủ câu nói của tô uyên khiến người nhà họ tô có mặt tại hiện trường đều thẫn thờ hắn hắn là viêm hoàng thánh chủ đặc biệt là tô tâm nhi cô lập tức lấy tay che miệng, sắc mặt hết sức thú vị vì vừa rồi cô còn một tay lôi Diệp Thành tới đây, so với người nhà họ Tô thì Diệp Thành chỉ thẫn thờ trong giây lát, thế nhưng sau giây phút thẫn thờ đó, hắn liền liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc vĩ thúy trên tay mình và mới hiểu ra mọi việc, chiếc nhẫn huyền thương ngọc giới này chính là thánh vật truyền lại từ đời viêm hoàng. Từ trước tới giờ chỉ có thánh chủ mới có thể đeo, đeo nó vào thì ngươi chính là thánh chủ đời thứ 99 của viêm hoàng, trong chốc lát. Lời nói của Trung Viêm vang lên bên tai Diệp Thành, quên mất nó đấy, Diệp Thành xoa cầm, hiện giờ mình chính là thánh chủ đời thứ 99. Bái kiến viêm hoàng thánh chủ, khi Diệp Thành còn đang trầm tư thì một nhóm người nhà họ tô đã chấp tay hành lễ với hắn khiến Diệp Thành như sực tỉnh lại, thấy tất cả mọi người trong nhà họ tô bao gồm cả lão tổ nhà họ tô đều tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, Diệp Thành bất giác run rẩy, viêm hoàng thánh chủ mạnh vậy sao? Đến cả tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, hay những tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9 đều phải cung kính. Viêm hoàng thánh chủ, ban nãy có gì thất lễ, xin người thứ tội, Tô Chính tiến lên trước, cười trừ nói. Không sao, không sao cả, Diệp Thành xua tay trả lời đại, nói rồi, hắn bắt đầu lùi về sau, chuẩn bị ngắm giờ chuồng đi, chỉ sợ nhóm người này trở mặt không thừa nhận hắn rồi trói hắn lại lần nữa. Viêm hoàng thánh chủ, thấy Diệp Thành lùi về sau, Tô Tâm Nhi mới miếng môi tiến lên trước, chắp tay hành lễ sau đó nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt đầy hy vọng, người có thể cứu được tam thúc công phải không? mong người ra tay cứu giúp. Ô, ha ha, có lẽ vì có phần lo lắng nên Diệp Thành bèn cười trừ, cứu, cứu, nhất định phải cứu rồi. phim Hoàng Thánh Chủ thật sự có thể trị được đạo thương sao? Thấy Diệp Thành thở vào, vẻ mặt của mấy người phía tô chính, đến cả tô uyên cũng có phần kích động, chương 843, hóa ra là vậy, có thể cứu, ta có thể cứu chứ. Diệp Thành đi tới trước mặt bể hoa thanh trì, dùng tiên luân nhãn nhìn vào lão già mặc đồ tím như thể có thể thấy được vết nứt dài hai thốn trên phần linh hồn của ông ta đúng là kỳ lạ sao đại sở lại nhiều người bị đạo thương như vậy chứ diệp thành lẩm bẩm liễu giật hạo thiên huyền chấn thiên tông lão tổ giờ lại là người đàn ông mặc đồ tím này thiên địa đang thay đổi khống chế linh hồn của con người ở đại sở thái hư cổ long chợt lên tiếng nói chính xác hơn thì vì có sự khống chế này nên linh hồn của con người ở đại sở rơi vào trạng thái vi diệu một khi bị thương thì rất dễ diễn hóa thành đạo thương hóa ra là vậy diệp thành xoa cầm hắn thu lại suy nghĩ rồi đảo mắt nhìn mọi người ta phải thi triển thuật pháp mọi người ra ngoài trước đi được được diệp thành đã nói vậy rồi nên mấy người phía tô uyên đương nhiên không làm trái lại họ biết bí pháp mà diệp thành cần thi triển sẽ không thể cho bọn họ nhìn thấy ngay sau đó người nhà họ tô đều lần lượt lùi ra khỏi địa cung sau khi bọn họ rời đi diệp thành không quên phất tay phong ấn cửa địa cung tránh những việc rắc rối xảy ra, làm xong xuôi, Diệp Thành mới hít vào một hơi thật sâu. Hắn gọi thiên lôi ra bao quanh cơ thể người đàn ông trung tuổi màu tím, vừa dùng thiên lôi trị đạo thương, vừa dùng bí pháp mang hoang luyện thể để tôi luyện linh hồn. Đây là một quá trình rất dài, Diệp Thành không dám lơ là kinh xuất, bên ngoài địa cung, nhóm người phía tô chính cũng lần lượt nhìn tô uyên, phụ thân, hắn thật sự là viêm hoàng thánh chủ sao? Không sai, nghe câu hỏi mang theo ý tứ hoài nghi đó, tô uyên mới khẽ vuốt trâu, huyền thương ngọc giới, là chiếc nhẫn độc nhất thiên hạ ta từng nhìn thấy tuyệt đối không thể làm giả vậy vì sao huyền thương ngọc giới lại trên tay một tên tiểu tử mới ở cảnh giới linh hư tất cả mọi người đều gãi đầu vì sao viêm hoàng lại tìm một tên tiểu tử ở cảnh giới linh hư làm thánh chủ nghĩ mãi mà không thông ta không biết tô uyên cũng lên tiếng ánh mắt rõ vẻ thắc mắc có phải tên tiểu tử này trộn huyền thương ngọc giới rồi đeo lên không nhỉ không thể tô uyên phủ định Huyền Thương Ngọc Giới được tạo ra từ ngọc cốt của viêm hoàng thánh chủ, mặc dù chỉ là một thánh vật nhưng nó lại có linh tính. Người mà nó không thừa nhận thì người đó không thể đeo lên, hóa ra là vậy, tâm nhi, con từng tiếp xúc với người này rồi sao? Tô Bi nhìn sang tô tâm nhi ở bên, sự việc xảy ra vào ban ngày ông ta cũng đã nghe nói, ông ta đương nhiên thắc mắc về chuyện này, khô nờ .kh ông có ạ, à. tô tâm nhi cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên, cô lắp bắp, cho tới bây giờ cô cũng không thể tin nổi tên lưu manh mà mình gọi lại chính là viêm hoàng thánh chủ đời thứ 99, thấy tô tâm nhi như vậy, mấy người phía tô uyên không hỏi thêm nhưng vẻ mặt ai nấy đều rất dị thường, chương 844, viêm hoàng thánh chủ. Mọi người không nói gì, chỉ đứng ngoài địa cung chờ đợi mà trong lòng sốt ruột, thời gian cứ thế dần trôi, thế rồi ba canh giờ trôi qua nhưng người ta vẫn không thấy dịp thành ra ngoài, phía này, tô chính đứng ngồi không yên, nhìn sang tô uyên, phụ thân, hắn thật sự có thể chữa được đạo thương sao? Đam Mỹ Hài, có lẽ là vậy, Tô Uyên vuốt râu, cũng không dám khẳng định, hắn có thể là viêm hoàng thánh chủ đời thứ 99 nhất định có điểm hơn người, nói không chừng thật sự có thể trị được đạo thương. ấy. một lão già lên tiếng như nghĩ ra điều gì đó rồi lại nhìn sang Tô Uyên, lão tổ, không phải hắn đích thân tới xuân thu cổ thành tìm nhà họ Tô chúng ta để kết liên minh chứ? Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều trầm ngâm. Quả thực, hiện giờ thế cục nhà họ tô không được ổn phải phái người tới tây lăng tìm viêm hoàng giúp đỡ để tiện kết liên minh hiện giờ thánh chủ của viêm hoàng tới ai cũng hiểu rằng viêm hoàng thánh chủ tới để bàn bạc chuyện kết liên minh với bọn họ kết liên minh không nhất thiết cần thánh chủ đích thân tới chứ một lão già hỏi lại việc này phải kiểm chứng lại đợi hắn ra ngoài thì mọi việc sẽ sáng tỏ nếu thực sự là thánh chủ đích thân tới để kết liên minh thì xem ra viêm hoàng cũng rất coi trọng nhà họ tô chúng ta Điều này đối với nhà họ Tô mà nói quả thực là chuyện tốt, vào trong đi, khi mọi người còn đang bàn tán thì cửa địa cung mở ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vội đi vào, tốc độ của Tô Uyên là nhanh nhất, tới bên bể hoa thanh trì, mấy người phía Tô chính lập tức theo sau, mọi người đều trông thấy sắc mặt của người đàn ông mặc đồ tím nhuận sắc hơn hẳn, khí tức đã ổn định, đạo thương đã biến mất. Điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất đó là tu vi của người đàn ông mặc đồ tím từ cảnh giới không minh tầng thứ bảy lên tới tầng thứ tám, thật sự có thể trị được đạo thương, đến tu vi cũng tăng lên một tầng, đây. Sắc mặt người nhà họ tô hết sức dị thường, bọn họ lần lượt nhìn sang Diệp Thành. Ấy! Người đâu? Có lẽ trước đó vì quá vui mừng nên bọn họ không nhận ra được ai đó đã lẻn ra cửa địa cung, một chân bước ra ngoài, viêm hoàng thánh chủ. Tất cả đều ngỡ ngàng, ồ, ha ha ha, Diệp Thành cười trừ, ta. Ta đi vệ sinh một lát, đêm khuya, ánh đèn nhà họ tô sáng chói, mùi rượu thơm ngào ngạt, cũng vì thân phận của Diệp Thành và ân tình mà hắn cứu người nhà họ Tô nên nhà họ Tô mới tiếp đãi hắn bằng nghi lễ cao nhất, còn Diệp Thành vừa đi vệ sinh xong thì cũng chưa chuồn đi được luôn, cuối cùng, hắn uống no say và được đưa về một lầu cát, chương 845, nghe ý của tiền bối nghĩa là nhà họ Tô đang yếu thế. Nô bột nhà họ Tô vừa đi thì Diệp Thành đã nhảy dựng lên, dùng linh lực hóa giải rượu, tiểu gia còn có rất nhiều việc cần phải làm. Không có thời gian ở đây vô ích, Diệp Thành vạn cổ, hắn mở cửa định nhảy xuống nhưng lại gặp đúng Tô Uyên, phim Hoàng Thánh Chủ, người định. Thấy Diệp Thành trèo lên bậu cửa, Tô Uyên bất ngờ, khô nờ dê chấm ca hát ông có gì, ta chỉ ngắm sao thôi, Diệp Thành ho hắn, hắn quay người lại, ngay sau đó, Tô Uyên đi vào, khụ, Diệp Thành ho hắn, hắn bất giác nhìn Tô Uyên, không biết tiền bối nữa đêm tới đây là có chuyện gì. Chỉ thấy Tô Uyên do dự một lát rồi cuối cùng lên tiếng, xin hỏi Thánh Chủ, lần này có bao nhiêu người đến cùng người. Nghe vậy, Diệp Thành chợt sững người, cái gì mà bao nhiêu người đi cùng? Không phải Phiêm Hoàng muốn tìm nhà họ Tô để kết liên minh chứ? Nhìn vẻ mặt thẫn thờ đó của Diệp Thành, Tô Uyên hơi bất ngờ. Kết liên minh, Diệp Thành quả thực thẫn thờ. Kết cái gì cơ? Ta đây vừa mới tới Xuân Thu cổ thành đã bị các người trói lại rồi, tiền bối, nói thật, ta cũng không biết Phiêm Hoàng ở đâu. nửa đường ta được người ta truyền cho chức vị thánh chủ, cuối cùng Diệp Thành cũng nói ra sự thực còn kết liên minh mà ông nói thì vãn bối thật sự không biết là gì cả. Hai, nghe Diệp Thành nói xong, Tô Uyên thở dài, quả nhiên như ta đoán, tiền bối nóng lòng kết kiên minh với viêm hoàng chúng ta như vậy là muốn nhà họ Tô thoát khỏi khó khăn sao? Diệp Thành hỏi thăm dò, Tô Uyên gật đầu, vì một món pháp khí khi xưa mà nhà họ Tô và họ Dương ở Vân Tàng Sơn có thù oán, cả hai nhà đấu tranh với nhau vài trăm năm, nghe ý của tiền bối nghĩa là nhà họ Tô đang yếu thế. Chỉ một mình nhà họ Dương thì nhà họ Tô sẽ không phải sợ. Tô Uyên nói rất tự tin, nhưng ngay sau đó ông ta lại cau mày. Nhưng lần này lại khác, người của Thị Huyết Điện cũng can dự vào. Bọn họ bắt tay muốn đối phó với nhà họ Tô, lại là Thị Huyết Điện. Diệp Thành xoa cầm, hắn thầm nhũ thế lực của Thị Huyết Điện lớn mạnh, đi đâu cũng thấy bóng dáng. Nhà họ Dương đã tìm Thị Huyết Điện thì nhà họ Tô đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Tô Uyên tiếp tục, cho nên chúng ta tìm Viêm Hoàng ở. Tây Lăng và nhiều lần phái người đi tìm nhưng đều bạc vô âm tính. Hóa ra là vậy, Diệp Thành nghe ra được ý tứ, chẳng trách mà Tô Uyên cho rằng hắn tới đây để kết liên minh, chương 846, sư phụ của Trung Viêm. Có điều nghĩ lại thì Viêm Hoàng của hiện tại cũng không mạnh hơn nhà họ Tô là bao, Tô Uyên thở dài, từ sau khi Trung Viêm mất tích thì Viêm Hoàng cũng ly tán, nội bộ hỗn loạn, đã không còn được như xưa nữa, nghe Tô Uyên nói vậy, Diệp Thành giật giật khóe miệng hắn cảm thấy với chức vị viêm hoàng thánh chủ mà mình đảm đương cần phải đi dẹp loạn rồi. Sau hồi trầm ngâm, Diệp Thành mới nhìn sang Tô Uyên ở phía đối diện hỏi thăm dò, tiền bối. Người từng thấy sư phụ của Trung Viêm, viêm hoàng đời trước bao giờ chưa? Sư phụ của Trung Viêm. Nghe vậy, Tô Uyên mặc dù mặt mày tỏ ra kính nể nhưng lại khẽ lắc đầu, ông ấy quá thần bí. E rằng cho dù là người của viêm hoàng thì người từng gặp ông ấy cũng đếm trên đầu ngón tay thôi, thần bí vậy sao? Diệp Thành gãi đầu, hắn thầm cảm thấy có hứng thú với người trong y hệt mình. Hai, phía này, Tô Uyên thở dài quay người đi ra khỏi lầu cát. Sau khi ông ta rời đi, Diệp Thành mới trầm ngâm ngồi một chỗ, ta phải về Nam Sở trước hay là đi dẹp cục diện rối rắm của Viêm Hoàng ở Tây Lăng trước, sớm muộn gì ta cũng là thánh chủ mà. Thôi được rồi, không đi nữa, lỡ bị người ta tiêu diệt thì sao? Vẫn nên về Nam Sở trước. Còn có Nam Minh Ngọc Thu, con người điên ấy chạy đi đâu rồi không biết. Nghĩ vậy, Diệp Thành lại nhảy dựng lên, mở tung cửa sổ, không nói lời nào, cứ thế nhảy xuống, chương 847, Phong thần quyết. Làm phiền rồi, Tô Tâm Nhi khẽ cúi người, cô lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng người Tô Tâm Nhi rời đi, Diệp Thành lắc đầu bất lực, mặc dù ta rất muốn giúp mọi người nhưng ta chỉ mới ở cảnh giới linh hư, không phải là người cứu được thế giới. Diệp Thành thở dài một hơi, hắn quay người, nhìn mà xem nếu như tương lai có thể hàng phục phim hoàng thì ta không ngại ra tay giúp đỡ mọi người. Nhưng điều kiện đó là nhà họ tô có thể trụ được tới lúc đó. Ra khỏi nhà họ tô, Diệp Thành đi thẳng về phía trung tâm của Xuân Thu Thành, hắn đi vào một truyền tống trận. Sau 10 phút, Diệp Thành mới bước ra khỏi thông đạo không gian, hiện thân trong một khu rừng tối tăm. Lần này không ai có thể ngăn cản quyết định của ta, Diệp Thành nhìn về phía nam, hắn tế gọi ra một thanh phi kiếm. Có điều! hắn còn chưa bước lên phi kiếm thì một luồng khí tức lạnh lẽo đã ập từ phía sau lưng tới. Vút! Ngay lập tức, một thanh kiếm màu đen vừa dài vừa mảnh đâm tới. Cứ thế hướng về phía gáy Diệp Thành. Diệp Thành run rẩy, hắn thầm nhủ người ra tay nhất định là kẻ chuyên giết người, nhát kiếm tuyệt sát này mà đâm vào một tu sĩ ở cảnh giới linh hư bình thường thì chỉ còn nước bỏ mạng. Thế nhưng Diệp Thành là ai? Hắn chính là tên có thể giết chết một tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 8, mặc dù nhát kiếm này là kiếm tuyệt sát nhưng muốn giết hắn còn kém xa nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh trong chốc lát diệp thành đã quay phát người kiếm xích tiêu đã được cầm trong tay gạt đi thanh sát kiếm màu đen kia vì không thể giết diệp thành ngay lúc đó kẻ trong bóng tối nhanh chóng rút lui còn muốn chạy diệp thành bật cười lạnh lùng hắn tế gọi ra đại la thần đỉnh tiếng vù vù vang lên áp lực của hàng trăm nghìn cân khiến không gian lập tức bị đè nén Tên kia vừa định bỏ chạy thì đã bị Diệp Thành đánh bay. Phong thần quyết. Diệp Thành đã bắt đầu di chuyển, hắn như cơn gió, nhanh đến mức vô ảnh, một kiếm bá đạo được chém ra. Phục. Những đợt máu bắn trào lên, đầu tên kia lập tức bị kiếm của Diệp Thành đâm xuyên, đến tiếng gào thét hắn cũng không thét lên nổi. Sau khi giết chết tên kia, Diệp Thành mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, đó là một gã thanh niên mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ, cho tới lúc chết đôi mắt của hắn vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, một kiếm không thể giết chết kẻ cần giết, ngược lại còn khiến mình phải bỏ mạng. Kiếp sau đầu thai đừng đụng vào người không nên đụng, Diệp Thành tiến lên trước, hắn phất tay cất đi túi đựng đồ của gã thanh niên. Rệt! Rệt! Không lâu sau đó, tiếng gió trích lạnh lẽo vang lên khiến đôi mắt Diệp Thành lại lần nữa nheo lại. Chương 848, bao vây lấy hắn, trong không trung vang lên tiếng hô gọi, khi âm thanh dứt, mười mấy bóng hình mặc y phục đen lần lượt xuất hiện, người nào người nấy bao vây lấy Diệp Thành. Các vị, chúng ta không thù không oán, các vị làm vậy là có ý gì? Diệp Thành nhìn tứ phía, hắn không hề cảm thấy áp lực, chỉ có một tên ở cảnh giới Không Minh tầng thứ nhất, những tên còn lại có thể bỏ qua không cần tính. Người xuất hiện ở đây phải chết. Lão già mặc đồ đen ở cảnh giới Không Minh bật cười lạnh lùng, Diệp Thành cau mày, vì sao xuất hiện ở đây lại phải chết? ít nhất thì cũng phải có câu giải thích để ta chết cho minh bạch chứ ta đương nhiên phải cho ngươi chết minh bạch rồi biết diệp thành không trốn nổi lão già mặc đồ đen lại bật cười dị thường chỉ cần xuất hiện ở đây thì đều đi ra từ truyền tống trận ý khác thì có cần ta phải nói rõ không nghe vậy diệp thành lại lần nữa cau mày diệp thành rất thông minh và nghe rõ hắn không cần hỏi cũng biết những người này không phải là người của thị huyết điện mà là người của nhà họ dương ở vân tàng sơn chỉ trong một ngày tốc độ nhanh đấy, đúng là trận thế lớn, Diệp Thành nhìn lão già mặc đồ đen, hắn bất giác tặc lưỡi, nếu như ta đoán không nhầm thì vài trăm nghìn trượng của cổ thành Xuân Thu đã bị các ngươi bao vây, các người muốn diệt nhà họ tô, muốn tung lưới bắt một mẻ sao. Xem ra ngươi cũng không phải kẻ ngốc, lão già mặc đồ đen cười u ám, trong ánh mắt còn hiện lên ánh sáng lướt qua. So với những kẻ ngốc như các ngươi thì ta tự nhận thông minh hơn, Diệp Thành gãi tai. Muốn chết, một tên tu sĩ ở cảnh giới linh hư mặc đồ đen lập tức ngự động bảo ấn lơ lửng trên đầu dáng xuống người diệp thành đúng là nực cười diệp thành bật cười lạnh lùng hắn dáng cái bạc tới trắc ngay lập tức bảo ấn kia bị một bạc của hắn bạc cho tan nát đến cả tên tu sĩ ở cảnh giới linh hư cũng lập tức bị đánh bay đi đúng là đã đánh giá ngươi thấp rồi thấy thuộc hạ của mình bị một bạc đánh bay lão già mặc đồ đen lập tức tung đại ấn về phía diệp thành đến cả tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 8 ta cũng đã trảm, ngươi là cái thá gì? Diệp Thành hắn giọng lạnh lùng, tung ra một chưởng bát hoang, vận chuyển hỗn độn vô cực đạo. Trong tám chưởng bát hoang lại dung hòa cả hám sơn chưởng, bôn lôi chưởng và hàng long, bốn bí thuật, quy lực mạnh mẽ bá đạo vô cùng. Rầm Chưởng ấn mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống bị một chưởng của Diệp Thành đánh xuyên. Đến cả lão già ở cảnh giới không minh cũng phun ra máu và lùi về sau. Thấy vậy, Tất cả mọi người đều tái mặt, lần lượt kết ấn, bố trận. Xem ta thế nào đã, Diệp Thành mỉm cười, một tay kết ấn, kiếm xích tiêu lập tức được vung ra, chỉ vào số đông, hỗn độn vô cực đạo lại lần nữa vận chuyển, kiếm trận công kích của tiên thiên kết hợp với ngự kiếm phi tiên trận, phi vũ kiếm trận. Vút Vút Chương 849, đột nhiên, kiếm khí vang lên âm thanh vút vút, từng đạo kiếm ảnh màu vàng kim xuất hiện với kiếm khí mạnh mẽ bá đạo vả lại số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy, kể cả là lão già ở cảnh giới không minh kia cũng phải nhanh chóng lùi về sau. Phục. Phục. Rất nhanh sau đó, đại trận của nhóm người kia bị kiếm trận đâm xuyên. Chu sát, hiện trường chỉ có mình lão già mặc đồ đen là ngự động binh khí, ông ta xông tới hồng giết Diệp Thành. Ta cũng có, Diệp Thành cười lạnh lùng, đại la thần đỉnh lập tức bay ra, khí tức huyền diệu bao quanh, Sức nặng và âm thanh tự nhiên giao hòa trong nó khiến nó trở nên bất phàm Vù Đại la thần đỉnh rung lên, áp lực cả hàng trăm nghìn cân đè nén Trắc Lập tức, binh khí của lão già mặc đồ đen lập tức nứt lìa Vì lạc ấn linh hồn nên lão già kia lập tức ói ra máu và lùi về sau lần thứ hai Vừa rồi ông còn mạnh lắm mà, dịp thành từ từ đi tới, nhìn lão già mặc đồ đen kia với vẻ mặt hứng thú Tên tiểu tử này là quái thai gì vậy chứ lão già kia thấy vậy lập tức quay người toan bỏ chạy. Đánh không lại thì muốn bỏ chạy, đâu dễ như vậy. Diệp Thành bật cười lạnh lùng, kiếm xích tiêu chỉ về phía lão già mặc đồ đen. Kiếm trận công kích lại lần nữa hiển hiện, số lượng khổng lồ, kim quang chói lọi, dưới hư không tối đen choáng mắt người nhìn. Có điều, điều khiến hắn phải bất ngờ đó lão già mặc đồ đen kia lập tức bay đi, ồ không đúng, nói chính xác hơn đó là dịch chuyển đi. Phù chú không gian, Diệp Thành nhìn là nhận ra huyền cơ. Chân dẫm lên phi kiếm đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Rầm. Đùng. Trong màn đêm đen vang lên tiếng động đinh tai, từng ngọn núi sụp đổ. Phía trước, lão già mặc đồ đen máu me đầm đìa nhưng tốc độ bỏ chạy lại khiến Diệp Thành phải kinh ngạc. Tam công tử, cứu ta, lão già kia vừa chạy vừa la hét. Gọi cha cũng không có tác dụng đâu, Diệp Thành cười lạnh lùng, tay trái cầm kiếm xích tiêu, tay phải cầm kiếm thiên khuyết, trên đầu đại la thần đỉnh lơ lửng, hắn truy sát đằng sau. Vút! Đúng lúc này, một thanh trường tiễn màu đen đâm xuyên vào hư không. Cứ thế bay về phía hắn giống như một đạo thần mang màu đen, uy lực cực kỳ mạnh, sát khí lạnh lùng khiến Diệp Thành bất giác run rẩy. Trong chốc lát, Diệp Thành né người, hắn né qua mũi tên kia tổng tình huống thật hiểm hóc, có thể thoát được tiễn của ta, ngươi cũng không hề đơn giản, vừa đứng vững lại, Diệp Thành liền nghe thấy tiếng cười dị thường, chương 850, thứ hạng cũng không tồi. Diệp Thành bất giác ngẩng đầu nhìn và nhận ra phía trước có một thanh niên từ từ đi tới. Gã thanh niên mặc y phục trắng rất dị thường. Xung quanh có khí sắc màu tím bao quanh, đầu tóc cũng màu tím, phần trán còn có một đạo phù văn dị thường, khuôn mặt trắng bóc. Cảnh giới linh hư đỉnh phong, Diệp Thành đảo mắt, hắn cứ thế ngó lơ tên này và chú ý vào một người trung tuổi mặc đồ đen phía sau hắn. Cảnh giới không minh tầng thứ bảy, muốn đánh úp ta sao? Diệp Thành nhìn chầm chầm vào người đàn ông trung tuổi mặc đồ đen, trong ông ta hết sức lạnh lùng, trên lưng còn đeo theo đại cung màu đen, đôi mắt hiện lên cái nhìn yêu dị. Có thực lực thế này nhất định được liệt trên bản phong vân. Cả thanh niên mặc y phục trắng đứng lại, khóe miệng nhếch lên nhìn Diệp Thành, không biết ngươi là ai. Liên quan đến ngươi à? Diệp Thành khoanh tay trước ngực, hắn nhìn tên kia với vẻ mặt đầy hứng thú. Đương nhiên có liên quan rồi, cả thanh niên lật tay lấy ra cái quạt xếp, vừa phẩy quạt vừa nhìn Diệp Thành. Miễn cười dị thường, ta là người trên bảng xếp hạng phong vân, nếu như ngươi xếp trước ta thì ta phải giết ngươi để thay thế vị trí. Ồ! Diệp Thành nhướng mày, khẩu khí không vừa, ngươi xếp thứ mấy trên bảng phong vân. Ta tên là Dương Tam Thiếu, gã thanh niên mặc y phục trắng đột nhiên lên tiếng, nói rồi không quên nhe răng để lộ hàm răng trắng bóc, đôi mắt như rắn độc hết sức cay nghiệt. Dương Tam Thiếu Diệp Thành đảo mắt, không tìm được cái tên này trong ký ức. Mười người xếp đầu thì ta biết còn ngươi thì ta thật sự không có ấn tượng. Đợi ta lục tìm lại ký ức đã, Diệp Thành không nghĩ gì nhiều, hắn lấy ra bảng xếp hạng Phong Vân rồi liếc nhìn và tìm cái tên này. Ồ. Ngay sau đó, Diệp Thành gấp bảng xếp hạng vào và nhìn Dương Tam thiếu với vẻ mặt khác thường, xếp thứ 53, thứ hạng cũng không tồi. Nhìn ánh mắt đó của Diệp Thành, Dương Tam thiếu nhếch miệng cười, giờ có thể nói thứ hạng của ngươi chưa? Chỉ thi Diệp Thành dơ lên ba ngón tay, tiểu gia ta cao hơn ngươi ba bậc, xếp thứ 50, giỏi không? Ngươi là Tần Vũ. Đôi mắt Dương Tam Thiếu mới nheo lại. Kiếm hiệp hay, là ta, Diệp Thành không quên hất tóc. Nghe nói uy lực của Hoang Thiên lệnh Vũ mà ngươi có rất kinh người, hôm nay bổn thiếu gia phải xem nó thế nào mới được, Dương Tam Thiếu lập tức gập quạt lại, hắn chỉ ra một đạo huyền mang phá tan hư không, chỉ về phía tráng Diệp Thành. Ngươi diễn giỏi lắm, Diệp Thành né người, nhanh chóng né qua được nhất chỉ u mang của tên kia. Diệt. Chương 851, lúc này, Dương Tam thiếu xông lên, giáng một chưởng xuống phía dưới, trong lòng bàn tay còn ngưng tụ u mang màu đen kịt. Quy lực không hề yếu, nhưng so với Diệp Thành mà nói thì cũng chẳng đáng để nhắc đến. Bác Hoang. Diệp Thành với khí tức sụp sôi xông lên, chưởng Bác Hoang mạnh mẽ được tung ra hỗn hợp với ba loại bí thuật, quy lực mạnh mẽ. Phục. Ngay sau đó, bàn tay dương tam thiếu lập tức nổ tung cả cánh tay cũng nhơ nhuốc máu sao có thể không chỉ lão già mặc đồ đen mà đến cả người đàn ông trung niên mặc đồ đen lưng đeo đại cung cũng thẫn thờ chỉ cách ba bậc mà thực lực trên lệnh nhiều thế này sao rầm đùng khi cả hai đang ngỡ ngàng thì dương tam thiếu đã bị một chưởng của diệp thành đánh vào hư không cơ thể hắn bay từ trên trời xuống khiến một ngọn núi nổ tung còn muốn xem hoang thiên lệnh vũ của ta không Diệp Thành phủi đi lớp máu dính trên nắm tay, vừa vặn cổ vừa nhìn Dương Tam thiếu đang lồng cồn bò ra khỏi lớp đất đá với vẻ mặt hứng thú. Không thể nào, Dương Tam thiếu loạn choạng, hắn hàng học nhìn Diệp Thành, trong đôi mắt rõ vẻ hung hiểm. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thực này, hắn sao có thể bại trận dễ dàng như vậy được? Nếu như hắn bại trong tay 10 người đứng đầu thì còn có thể dễ chấp nhận hơn một chút, nhưng chỉ cách ba bậc mà bại thảm hại thì hắn sao có thể chấp nhận? Vết. Dương Tam Thiếu bị cơn phẫn nộ choáng lấy tâm trí, hắn xông lên. Xuống cho ta, Diệp Thành hô lên, tung ra một chưởng hàng long, Dương Tam Thiếu vừa định xông lên thì lập tức bị đánh bay vào hư không. a, à. Dương Tam Thiếu lồng cồn bò dậy, đầu tóc rối xù, hắn rít lên thê thảm đến ghê người, khí tức màu đen vẫn quanh người cũng thâm nhập vào cơ thể hắn, giữa trán có phù văn xuất hiện mang theo ánh sáng chói mắt. Gừ. Gào. Trong chốc lát, diệp thành còn có thể nghe thấy tiếng hung thú phát ra trong cơ thể dương tam thiếu khí tức của hắn bắt đầu bộc phát với trạng thái khát máu khí thế cũng lên cao dù tái biến thì ngươi cũng còn kém xa diệp thành hắn giọng hắn bước lên trước một bước tung ra một chưởng bát hoang mạnh mẽ chết đi cho ta dương tam thiếu phẫn nộ thực lực bộc phát hắn không lùi mà tiến cứ thế đương đầu chính diện với diệp thành phục ngay lập tức cánh tay hắn lại nổ tung giống như diệp thành nói cho dù có tái biến thì hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thành, cả cơ thể bị đánh bay đi. Chương 852, Phong Thần Quyết Diệp Thành đuổi theo, hắn như cơn gió, nhanh tới mức vô ảnh. Phục Máu tươi cứ thế bắn ra, phấn đầu của Dương Tam Thiếu đã lìa khỏi cơ thể, hắn chết mà không kịp có bất cứ phản ứng nào, kể cả khi ngã xuống từ trên cao thì trong đôi mắt hắn vẫn mang theo cái nhìn kinh ngạc. Người đáng chết, người đàn ông trung niên mặc đồ đen cũng tức tối gầm lên, Ông ta lập tức rút cung tên, một tiễn như thần mang bắn vào hư không. Lão tử không có thời gian mà chơi với mấy kẻ điên các người, Diệp Thành Tung trưởng đánh tan mũi tên kia rồi quay người bay vào hư không như một đạo thần mang. Giết thiếu gia nhà ta mà còn muốn chạy sao? Gã đàn ông trung niên lập tức đuổi theo và không quên truyền âm cho lão già mặc đồ đen, "Mau, truyền tin cho Dương Các lão, bảo ông ta bao vây Tần Vũ." "Được, được." Lão già mặc đồ đen sợ hãi tới mức tái mét mặt mày. Dương Tam Thiếu là hậu bối ưu tú nhất của nhà họ Dương vậy mà mới chỉ ra ngoài để rèn luyện mà đã bị tiêu diệt. Thân là hộ về của Dương Tam Thiếu, ông ta khó hồng thoát tội, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Ngay lập tức, ông ta bóp nát một miếng ngọc giảng triệu gọi những kẻ mạnh ở nhà họ Dương ngay gần đó. Dương Tam Thiếu chết rồi, nếu như đến hung thủ mà còn để chạy mất thì ông ta thật sự chỉ còn đường chết. Vù! Không lâu sau đó, một đạo thần hồng chói mắt bay qua, hiển hiện trong màn đêm đen tối. Vút! Vút! Phía này, Diệp Thành đã né qua những sát tiễn bắn về mình, hắn liếc nhìn trường hồng kia mà bất giác cao mày. Tần Vũ, ta phải khiến ngươi tan xương nát thịt, tiếng gầm vang vọng, vả lại từ tứ phương tám hướng đều vang lên âm thanh này, xem ra những kẻ mạnh mà nhà họ dương bố trí quanh đây đã tới và chặn hắn từ tứ phương tám hướng. Đuổi theo được ta rồi hãy nói, Diệp Thành cười lạnh lùng, hắn nhanh chóng xoay người cứ thế bỏ chạy về phía tây. Không lâu sau đó, những kẻ mạnh của nhà họ Dương từ phía Tây ập đến, vả lại số lượng không hề ít, người nào người nấy đều có binh khí bản mệnh lơ lửng trên đầu, thần hoa chói lọi, khí tức dồi dào khiến hư không không hề yên bình. Bắt sống hắn, một người đàn ông trung tuổi mặc y phục xanh gằn giọng. Tầng thứ năm cảnh giới không minh mà cũng dám ra vẻ với ta à. Diệp Thành nắm chuẩn người đàn ông mặc đồ xanh kia, hắn vất tay tung ra một chưởng bát hoang bá đạo. Rầm người đàn ông kia đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Thành. Ông ta lập tức bị trưởng kia đánh ngã. Chu sát. Trấn áp. Chương 853, về rốt cục là ai? Thấy ông ta bay đi, những kẻ mạnh còn lại lập tức đánh ra thần thông, hoặc là binh khí, hoặc là kiếm mang hồng chặn Diệp Thành. Vù. Đại la thần đỉnh lơ lửng trên đầu Diệp Thành, thần quan chói mắt bao trùm lấy hắn, dưới đòn công kích khắp nơi, áp lực cả 50.000 cân cứ thế giáng xuống, nếu tu vi yếu thì đã thành vũng máu rồi. Vút. Phía sau lại có sát tiễn bắn tới và bị Diệp Thành tung trưởng đánh tan. Đợi đấy cho ta. Diệp Thành liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang cầm tiễn phía sau mình, hắn lại lần nữa đạp lên phi kiếm bay vào trong một trạng núi. Không phải hắn sợ những người này mà vì hắn cảm giác có kẻ mạnh ở cảnh giới không minh tầng thứ chính xác phạt tới, vả lại ba phương hướng còn lại cũng có không ít tu sĩ ở cảnh giới không minh vây tới, điều này khiến hắn khó mà ứng phó. Diệp Thành vừa di chuyển thì người của nhà họ Dương từ ba hướng khác đã vây lại một chỗ, bọn họ lao vào rặng núi, sát khí ngút trời, khí thế được liên kết lại với nhau tạo ra ảnh hưởng không hề vừa. Nhà họ Tô, các người nợ ta một mối ân tình, Diệp Thành liếc nhìn về phía sau, tốc độ tăng nhanh hơn. Và Diệp Thành nói rằng nhà họ Tô nợ hắn một mối ân tình há chẳng phải vì hắn mà dẫn tới cảnh bị chặn đứng thế này, nếu như người nhà họ Tô muốn đột phá vòng vây ra ngoài thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Rầm đùng. Phía sau, kẻ mạnh ở cảnh giới không minh tầng thứ 9 của nhà họ Dương không ngừng ra tay khiến từng ngọn núi sụp đổ. Cứ vậy, một bên đuổi một bên chạy khiến màn đêm đen kịp trở nên náo loạn. Mãi tới khi trời sáng, Diệp Thành mới lê thân xác đẫm máu ra khỏi hang động, có điều cũng may, cuối cùng hắn cũng thoát được khỏi vòng vây của đám người nhà họ Dương khiến những tên đuổi theo bị tổn thất nghiêm trọng. Đợi đấy cho ta, sau khi tìm một sơn động, Diệp Thành chuồn vào trong, miệng hắn còn nhét vài viên đan dược để nhanh chóng trị thương. Lúc này, trong đại điện của nhà họ Dương ở Vân Tàng Sơn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Rốt cục là ai? Gia chủ nhà họ Dương là Dương Thiên ưng nạc nộ làm rung chuyển cả đại điện. Là, là Tần Vũ, tên xếp thứ 50 trên bảng xếp hạng phong vân. Bắt sống hắn, bắt sống hoang cho ta, Dương Thiên ưng như con chó điên gào thét, khuôn mặt tôi độc như ác quỷ, giết con ta, ta phải hút cạn máu hắn, Ăn tươi nuốt sống, chương 854. Trong thung lũng, Diệp Thành duỗi người thoải mái, sau mấy canh giờ trị thương, hắn lại một lần nữa trở nên mạnh như hổ. Diệp Thành lấy bản đồ ra, xác định vị trí rồi bước lên phi kiếm, bay thẳng đến thành cổ gần nhất. Ba canh giờ sau, hắn tới một thành cổ tên là Đông Dương. Nghe nói chưa? Đêm qua Tam công tử nhà họ Dương bị giết rồi, Diệp Thành vừa vào thành cổ đã nghe thấy những tiếng bàn tán này. Ai to gan vậy? đệ tử thứ 50 trên bản phong vân, Tần Vũ, ngươi không biết thôi, người nhà họ Dương đuổi giết cả đêm cũng không bắt được hắn. Ta còn nghe nói Dương Thiên Ưng đã hạ lệnh truy sát khắp thiên hạ, ai bắt được Tần Vũ thì thưởng ba viên linh đan bốn vân. 2 triệu linh thạch, một binh khí thượng phẩm, còn cả bí pháp bá đạo nữa. Đúng đó. Vừa nghe tin này, rất nhiều đệ tử bản phong vân đã lên đường cam đoan bắt sống Tần Vũ kìa. Những lời này lọc vào tai Diệp Thành khiến hắn thở dài cảm thán, Nhà họ Dương đúng là giàu có. Khi cảm tháng, Diệp Thành đã đến trung tâm thành. Thành cổ Đông Dương rất sầm uất, sử dụng truyền tống trận cũng phải xếp hàng dài. Từ xa, Diệp Thành đã nhìn thấy tế đàn và trên tế đàn là truyền tống trận khổng lồ, ngoài ra hắn còn thấy ba lão già ở cảnh giới không minh, mà bên cạnh họ là một tấm linh gương khổng lồ phát ra ánh sáng vàng kim. Còn phải làm vậy à? Khóe miệng Diệp Thành giật giật. Bởi vì hắn nhìn thấy những ai muốn sử dụng truyền tống trận đều phải soi vào linh gương trước, nghĩa là phải xác minh thân phận thật sự rồi mới được đi. May mà tối qua mình đeo mặt nạ, không thì lại gây ra nhiều phiền phức nữa, Diệp Thành lẩm bẩm. Hơn 10 phút sau, Diệp Thành bước lên tế đàn. Hắn cũng học theo những người đi trước, quay qua quay lại trước linh gương rồi xoay người bước lên truyền tống trận. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là ba lão già kia lập tức bao vây hắn, sát khí lạnh lẽo bộc phát, binh khí cường đại được lấy ra bọn họ như thế khiến những người tới sử dụng truyền tống trận đều lui ra, tránh đi. Ba tiền bối có ý gì vậy? Diệp Thành nhìn ba lão già trước mặt. Tần Vũ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không nhận ra ngươi sao? Một trong số ba lão già đột nhiên quát lên. Ta không phải Tần Vũ. Chờ chúng ta bắt được ngươi, xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không? Lão già dẫn đầu lập tức ra tay, vung một chưởng tới. Vút!